Xin chào các bạn, hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp một cây của hãng Roland. Đàn đã qua sử dụng rồi, đó là cây HP603. Bây giờ mình nhìn qua cây HP603 một chút ha. Hoàng đang có cây HP603 mà màu gỗ đậm như thế này. Và Hoàng có một cây nữa là màu LC, tức là màu gỗ nhạt ha. Các bạn nhìn theo cái hướng tay của Hoàng đó, cái trong góc đó là cây HP603. Thì Hoàng hiện tại Hoàng đang có hai cây hai màu khác nhau, coi là ai ưng màu gì thì các bạn chọn màu đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lướt qua, mình coi cái hình dáng của nó. Thì cái bề ngang của cây này á, kích thước Hoàng sẽ để trên màn hình. Thì bề ngang của nó tầm 1m4, cao tầm cỡ hơn 1m một tí. Và tính luôn cái giá này á, thì nó cỡ khoảng 1m1 ha. Còn cái chiều sâu này là cỡ khoảng 4-30 này, mình cứ coi như là gần 5 tấc đi, hơn 4 tấc xíu thôi, không có nhiều đâu đó. Cây này nó có một cái tính năng là khi mình mở cái nắp lên là tự động nó khởi động nha các bạn, tự động luôn nhé. Nó không cần phải nhấn nút khởi động mà nó tự động luôn. Vậy khi tắt thì ta đóng lại là tự động nó tắt luôn, tức là mình không có sợ mình quên, tất cả đều tự động. Đó, các bạn xem đi hình dáng của nó. Rồi, cái này tuyệt vời rồi các bạn nha. Tuyệt vời rồi. Đó. Cây này sản xuất khoảng năm 2010. Nó ra đời năm 2015-16 đó. Thì coi cụ thể cái cây này nó sản xuất vào năm nào thì đi qua bên này là sao mình sẽ thấy được. Thì các bạn cứ quay ở sau lưng của cái đờn á là nó sẽ có. Các bạn xem nè, đây nó thể hiện 15, tức là 2015 ha. Rồi nó sản xuất ở đâu nó cũng ghi luôn, nó lắp ráp tại Indo, design bởi hãng ở chính hãng là Yam ở Nhật á. Đó, ở Nhật á. Rồi đó, các thông số nó hiển thị rất là rõ ràng. Cái này cũng không hiểu sao mà chỉ có bên Nhật nó mới thể hiện năm thôi nha. Còn các thị trường khác như Việt Nam hay là các nơi khác mà khi mình nhập về đó là mình không có thấy năm, chỉ có Nhật mình hoàn mới thấy năm thôi à. Và cái này thì nó có cái nắp đậy, mình kéo ra trượt vào, mình trượt ra chỗ này thì nó sẽ giấu cái màn hình đi, giấu cái còn mình đẩy sâu thêm nữa thì nó sẽ lộ ra các màn hình và các phím chức năng. Cái cây này cái hiển thị chữ tiếng Nhật, bởi vì thông cảm đấy, cây là cái phiên bản của nội địa Nhật ha các bạn ha. Nhưng mà dễ xài lắm bạn ơi, dễ xài lắm. Các bạn có thể translate bằng cái phần mềm, bằng cái app trên Google ấy, dễ lắm. Đưa vô là nó hiển thị lên chữ tiếng Anh luôn, nhưng khỏi cần phải thay đổi gì. Rồi sẵn kế bên nó có một cái cây HP504 Hoàng cũng làm rồi này. Thì cái cây này là cái kiểu dáng của đời trước nó một đời đó. Qua bên này nó thay đổi chút xíu, thì cái phần này nè các bạn để ý, cái phần mà nó để cái chữ Roland này đó, nó làm mỏng chưa, nó làm mỏng như vậy rồi. Nó qua cái đời năm á thì nó thay đổi, nó làm cái chỗ đó nó dày lên, chắc là theo cái kiểu là cao thì sang á, mà chân dài tới nách á, cao sang, nên nó qua tới cái cây HP605 cái nó cao, nó cao vời vợi. Đây các bạn, nó cao to tướng luôn này nè. Nó cứ chắc trên nguyên tắc là cứ cao là sang rồi đó. Đấy. Còn hồi xưa thì nó làm nhỏ nhẹ thôi. Rồi bây giờ Hoàng sẽ tiến vào thử tiếng cho các bạn xem ha. Rồi tiếp này Hoàng sẽ thử tiếng phím cho các bạn. Về ngoại hình Hoàng làm rồi, bây giờ tiếng với phím. Thì tiếng á, sao tiếng thì nó có mấy chục tiếng. Thì chủ yếu ha, chủ yếu là tiếng số 1 là tiếng piano này này, đang xài nhiều nhất. Nhiều khi một tiếng này Hoàng đã xài đủ rồi chứ không cần phải làm gì. Ở trên này nó có một cái nút để mình có thể chỉnh sáng tối cho cái màu của ánh sáng, xin lỗi, màu của âm thanh á. Là cái Brilliant nè, cái Brilliant nè. Mình nghiêng nó qua bên trái là mellow là nó sẽ, tiếng nó sẽ đục đục. Còn nghiêng qua bên này là tiếng nó sẽ sáng sáng. Vậy thì tùy khẩu vị, lúc đó mình cần sáng, cần tối, cần bass, cần treble nhiều hay ít gì đó thì là mình thay đổi cái đó ha. Rồi, quay về là Hoàng thử tiếng piano cho các bạn.
nhớ bài này ha. Tấm gương đó, bài bức thư tình đầu tiên ha, cái bài công nhận cái ai viết cái intro này dễ thương ơi, dễ thương luôn, thích ghê. Rồi ha, intro bằng piano, lấy cái này đàn là nghe nó long lanh không, công nhận tiếng là good phải không? Thì cái phím của cây này là Hoàng nói nhiều lần này, lên tới dòng hát về phím là rất là ok rồi. Rồi đó, Hoàng mới thử test cái tiếng để intro cho các bạn đánh long lanh không, nhẹ cũng được mà mạnh cũng kêu to lắm nha. Đó, đó. Mạnh chưa, nghe ngầu chưa, cái đuôi nó dài luôn chưa. À, nãy giờ nói mà nó chưa, cái đuôi nó còn chưa hết nữa. Đây đương nhiên Hoàng giữ cái pedal, Hoàng giữ cái sustain, nhưng mà nó chưa hết luôn kìa, coi tiếng nó dài chưa, đã chưa. Dễ thương chưa. Ok, Hoàng thử cái tiếng số 2 của nó coi. Tiếng số 2 của nó là ballad piano. Trừ cái này. Đó, nó là một màu mới thôi, cũng như bình thường. Còn này tiếng bài này thì mình chơi coi. Sáng ha. Rồi nó cũng có những cách tiếng piano điện nha. Tiếng này cũng dễ thương ha, tremolo. Về piano điện thì như vậy. Quay trở về thì mình có tiếng piano, mình có 4 tiếng piano này là mình xài đủ xài rồi ha. Ở bây giờ Hoàng sẽ đàn cho các bạn nghe bài Đôi Bờ ha. Mà Hoàng sử dụng á, tiếng piano kết hợp với một tiếng nữa là tiếng soft pad ha. Là cái tiếng pad mà tiếng mềm á, là tiếng số 15 á. Hoàng sử dụng tính năng duo nha, Hoàng cộng là hai cái tiếng đó với nhau thì nó sẽ ra. Nó có cái phần lót ở bên dưới các bạn ha. Sau khi tiếng piano nó ngừng rồi thì nó có phần lót nó kéo dài, hoặc cứ giữ pedal là nó sẽ kéo dài luôn. Rồi bài Đôi Bờ nha. Thank you.
tắt từ từ đó, không vài đôi bờ mà đánh bằng cái bài này thì thôi hết ý rồi, chạy ra luôn đó chứ. Nghe buồn cười ha. Rồi bây giờ Hoàng nói tóm lại về cái KHP 603 và 605 một chút ha. Cái họ của nó ra là HP 601, 603, 605 đó. Thì bây giờ hiện tại bây giờ nó đã nâng cấp lên cái version là HP series 700. Thì 700 nó có 702 và 704 ha. Thì cái HP 601 nó sẽ lên version là 702. Nhưng mà cây HP 603 này lên version là 704. Nhưng mà nó không có 706. Tức là 605 nó không lên 706 mà 605 nó lên là bắt đầu nó lên, nó chuyển qua cái phần mic giữa cái phần HP với LX thì nó ra là LX 7 là mấy đó, hoặc không có nhớ số. Nhưng mà 605 nó lại lên là LX nha các bạn nha. Rồi, vậy thì các bạn nhớ là 601 nó biến thành 702 và 603 nó biến thành 704 bây giờ đó. Thì cái giá của nó là ví dụ như cây là cây HP 601 đi, giá mới của nó là 36 triệu, 603 giá mới của nó là 40, hơn 40 tí, thì 702 bây giờ y vậy luôn là 36, 704 cũng bơ 40 bốn mấy một cây ha. Vậy thì bây giờ cái cây này đã qua sử dụng thì cây này nó tương đương 704 rồi, các bạn bỏ hai mấy triệu các bạn mua cây này là quá hợp lý rồi. Cây này nó có một cái tính năng là kết nối Bluetooth với lại cái kết nối Bluetooth MIDI thôi nha, tức là để sử dụng cái app Smart Pianist thôi, nó không có cái chức năng giống cái 605 kia là có kết nối audio, nó không có cái đó, các bạn đừng lầm nha. 605 mới kết nối để biến thành cái loa di động, còn 603 chỉ kết nối MIDI để sử dụng cái app Smart, xin lỗi, cái app Piano Partner. Piano Partner là của hãng Roland, còn Smart Pianist là của hãng Yamaha. Rồi, hy vọng là clip này có hữu ích cho các bạn để các bạn có thể đưa ra các quyết định lựa chọn khi mà mua đàn năm nay, năm 2022 rồi, các bạn sẽ có những cái lựa chọn đó. Ai mua mới thì bảy hàng 700, còn ai mà không cần phải khui thùng, những cái này thì quá tuyệt vời, hai mấy triệu quá đẹp các bạn ơi, còn không lên luôn 605 chết lắm các bạn, chết lắm các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, được thì các bạn nhấn subscribe cũng như chia sẻ cho các bạn bè khác cùng biết đến kênh của Hoàng nha. Hoàng cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào.